Chào tất cả anh em nhé. Trung Bonsai đang có mặt tại vườn cây của em Phương đây. Hôm nay thì Trung Bonsai sẽ chia sẻ với anh em là đôi tùng, một trong những đôi tùng mà em Phương mới lấy về. Nghe thông tin của chú Cường là cũng vài tỷ rồi. Cũng một số anh em cũng đã có ý định muốn sở hữu đôi tùng này, nhưng mà chưa nhá anh em nhá. Thân rất là to, phải nói là gấp đôi người Trung Bonsai luôn. Đấy. Thì hôm nay là cũng muốn chia sẻ cho các bác mà đang có cái không gian thì biết là em Phương cũng là một trong những chàng trai trẻ của Hải Dương sở hữu những tác phẩm rất là khủng. Những cây mà chắc là anh em xem qua này, biết ở video trước rồi. Toàn những hàng độc đáo mà lạ thôi. Những tác phẩm gọi là chỉ có những người mà đam mê, có giá trị về kinh tế cũng như tiền thì mới sở hữu được thôi. Đây là trong những đôi tùng mà chắc chắn là nhập khẩu rồi, nhập từ bên bển về. To mà khủng, thân rất là to. Không gian nhà em Phương thì lý tưởng. Có thể là ta đến đây chụp ảnh, tham quan, giao lưu đều được hết. Một trong những tác phẩm xanh mà nghe nói là trước đó bán đi rồi mà bây giờ muốn cộng lại. Đấy, trước bán thẳng với em, trước là bán chẳng đáng bao nhiêu, cũng chỉ tiền tỷ thôi. Nhưng bây giờ đã muốn cộng lại rồi. Trước đó là của chú Cường. Đấy. Đẹp chưa? Đỉnh cao, một trong những cái không gian quay chắc chắn là không thể hết được. Đấy. Số lượng cây rất là nhiều, đặc biệt là những cái hàng mà chăn nuôi hình thành nên. Đây nhá, chia sẻ với anh em đây cũng là một trong những cái cột keo mà trước đó anh em chúng tôi hỏi thôi, cũng đã tiền tỷ rồi. Đấy, chứ phải không. Nhiều khi mà muốn chia sẻ, muốn hỏi giá cho các bác thì một số anh em mới vào thì bảo là ảo với không ảo. Nên cái chậu đá này thôi, đơn giản nó phải chi ra tiền chục rồi. Đấy là Trung Bonsai chưa nói tiền trăm nhá. Bể đá lành kít như này. Phôi này, để có được những cái phôi này thì chắc chắn là chủ nhân Phương cũng phải chi ra số tiền tương đối lớn. Đây là những cái cây mà tương đối hoàn thiện rồi, nhưng chủ nhân người ta vẫn đưa về. Đấy, cắt gọn gàng lại, mục đích là tạo tán. Theo phong cách bây giờ thì anh em đều chơi theo phong cách là nó khác lối ngày xưa. Các cụ ngày xưa chơi thì bóng rộng, bóng to, cây không được giật. Ở đây như anh em bây giờ là người ta ưa cái cốt già, cốt quý rồi, người ta sẽ giật triệt để lại. Nãy thì anh em tôi có ghé các vườn cây chú Cường thì chú Cường cũng chia sẻ đôi tùng kia cũng là một trong những đôi mà anh em giả rất là nhiều tiền rồi. Còn em Phương em có ưng ở cái giá đó không? Nói thẳng anh em bây giờ cũng phải 5-6 tỷ mới ra được đôi đấy. Với anh em tôi thì nó rất là nhiều tiền. Nhưng đối với em Phương thì ai phải thích hơn em thì may ra mới sở hữu được. Thật ra hàng đẹp, hàng to, hàng khủng thì luôn luôn có giá của nó cả. Mình thích si, đi quay mà gặp si siếc lung tung, thích lắm. Đây này, những cái cốt si cột kèo này mấy năm trước đã hỏi em Phương rồi, giá cả nó cũng khá là cao. Đây, quay lại cho các bác nhé. Ê, chào ông chủ nhá. Đang nói em Phương là sở hữu cái đôi tùng này, những cái đôi tùng giá trị của nó rất là cao. Vào nơi thì ông chủ cũng đang nghỉ trưa nên Trung Bonsai cũng ngại gọi, như em ra. Đấy. Không, đẹp mà. Quá vĩ đại. Nói chung là có chi tiền tỷ, nhiều tỷ chơi những cái đôi tùng này thì cũng là xứng đáng thôi. Thì thực ra bây giờ người chơi cây người ta kén chọn rất là kỹ để mà sở hữu được những cái tác phẩm cũng như đôi tùng của em Phương này thì phải là đam mê. Đấy. Đấy, chú Cường chú nói không sai nhé. Chú muốn sai thì khi trước ra thì không thấy đôi tùng này,
Bác vào uống nước với Phương rồi. Phương trong này. Quá kinh khủng. À, số điện thoại thì Trung Quốc Sai cũng cho trên rồi, toàn có là 6 thôi. Bác nào mà quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho ông Phương. Thì thực ra là cái không gian bây giờ này, không gian cũng như là vườn cây thì bây giờ là nó rất là đẹp rồi. Nếu mà bác nào mà có vườn cây đẹp nữa mà muốn sở hữu, chiêm ngưỡng cũng như là muốn chinh phục các em nó thì cứ alo trực tiếp cho ông Phương nhá. Số điện thoại là 0936 666606. Đấy. Đẹp vườn cây nắng lên như này chơi cây nó sướng. Những tác phẩm đang được đi vào hoàn thiện dù to dù nhỏ nhé, dù thế nào thì anh em cũng chiêm ngưỡng kỹ đi. Nếu có dịp thì chúng một sai quay kỹ hơn. Kỳ này ra thì nó nắng to quá, nó hơi ngược sáng thì anh em hết sức thông cảm. Nó nắng quá. Rất thích tác phẩm này. Nghe Phương nói là tương đối nhiều tiền đấy. Si mà nó như này rồi thì độ mím như này rồi thì nó khác xa. Có những cây gọi là đang còn chăn nuôi. Đây. Đi vào bên trong đi xem nào. Trước đó một cây nó toàn cục lu u cục không. Đấy, chắc giao lưu rồi. Ngá đỏ. Đây. Đây rồi. Hàng nhá. Các xem đi. Đúng hàng chất không? Siêu lu vô cục luôn. Nắng quá nè. Quay. Nói chung là tương đối những cái tác phẩm này cũng như phôi của Phương đây thì đều được làm rất là kỹ. Từ bộ chân bệ này cũng được anh em đây người ta nâng niu làm cũng như chất. Những cây tiền tỷ có hoàn thiện hay không, nếu mà về không đúng form dáng, không đúng cái độ giật dẻo của anh em thì anh em sẽ giật lại và làm lại từ đầu hết. Trung Bonsai cũng cảm ơn anh em đã theo dõi nhé. Những cái video mà Trung Bonsai quay trước cũng như quay sau đây đều mang một cái gì đó để cho anh em tham khảo thôi. Không biết là như nào. Những các bác đam mê tùng cũng như đam mê những cây xanh cây si thì có thể vào đấy mà tham khảo. Thực ra là đến với những nhà vườn bây giờ là anh em chơi cây bây giờ rất là phong phú. Có nghĩa là nếu phải theo anh em thì chắc là chúng tôi cũng phải rất nhiều năm mới theo được. Nhưng mà nếu các bác nào mà đang muốn sở hữu cũng như là có một cái không gian đẹp thì lên sở hữu những cái tác phẩm nào đó của vườn em Phương này thì cứ alo trực tiếp cho em Phương. Số điện thoại cũng như địa chỉ Zalo thì Trung Bonsai cũng đã cho rồi. Anh em có thể tự kết nối tìm tòi cũng như là muốn giao lưu tham quan vườn thì có thể đến tận nơi nhé. Thì thực ra là em Phương này tuổi trẻ tài cao, sở hữu đây là 8.000, là khu này là 8.000 m², là ở chân cầu Phú Tảo nhá, Thạch Khôi, Hải Dương. Đấy, anh em nào về đến Hải Dương thì cứ đánh chân cầu Phú Tảo thôi, chắc chắn là sẽ đến nơi. Đấy. Rất mong anh em nào mà thực sự đam mê tùng, đam mê xanh, đam mê si, đam mê những cây công trình, cây bóng mát, những cây đẹp mà trong vườn em Phương thì có thể liên hệ trực tiếp với em. Số điện thoại cũng như địa chỉ thì nó được ok hơn. Tùng nhìn nó cũng nào nó mượt thế. Đấy, cây đến phải khoảng 3 người cháu à? Cây kia. Đấy, tương đối là nắm tiền rồi ạ. Điều bác đang nghiên cứu. Không gian đẹp quá.
đời anh ra em chỉnh sau ấy giúp cái kiểu như đấy. Thank you.